những sao Việt khốn khó và bệnh tật khi về già. Cả đời hết mình với nghệ thuật, nhưng về già, nhiều nghệ sĩ lại có cuộc sống khốn khó, buồn tủi, cô quạnh. Trong số những nghệ sĩ này, có người đã 60, 70 tuổi, thậm chí ở tuổi 90 vẫn còn ở nhà thuê, người vì bệnh tật không có tiền chữa trị. Nghệ sĩ Hồ Kiểng. Nghệ sĩ Hồ Kiểng sinh năm 1926 tại Bến Tre. Ông đã đóng hơn 200 bộ phim, gần 50 vở kịch nói, hơn 300 kịch truyền thanh, 12 vở cải lương. Tuy sự nghiệp thăng hoa, nhưng khi về già, nghệ sĩ Hồ Kiểng vẫn sống đời tạm bợ trong một ngôi nhà nguyên là nơi chứa máy phát điện ở đường Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt 30 năm cuối đời, nghệ sĩ Hồ Kiểng chỉ sinh hoạt trong căn phòng lụp sụp 17m². Những vật dụng đáng giá nhất với ông là hai bộ quân phục treo ở đầu giường, cùng những bằng khen, bằng công nhận kỷ lục gia và nhiều ảnh cá nhân treo trên vách. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồ Kiểng không quan trọng chuyện nhà cửa, đất đai. Ông luôn sống với tinh thần thoải mái và ngập tràn tiếng cười. Ngày 3 tháng 4 năm 2013, nghệ sĩ Hồ Kiểng qua đời, để lại cho công chúng sự xót xa, tiếc nuối đối với một người nghệ sĩ chân chính. Nghệ sĩ Trần Hạnh. Không phải ngẫu nhiên mà người nghệ sĩ già chuyên vào vai nông dân nghèo đất Bắc Trần Hạnh lại thốt lên: "Đời tôi còn khổ hơn phim." Căn nhà của nghệ sĩ ưu tú nằm trong một con ngõ nhỏ ở gần ga Trần Quý Cáp. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, phòng khách cũng là phòng thờ và là chỗ ngủ của hai cha con. Chỗ ngủ đơn giản chỉ là tấm chiếu mỏng được trải ra dưới lớp chăn cũ kỹ. Hỏi vì sao không kê đệm nằm cho đỡ lạnh và đau lưng, người nghệ sĩ nói mình không quen nằm đệm, nằm giường. Nghệ sĩ Văn Hiệp. Nghệ sĩ Văn Hiệp lúc sinh thời chỉ sống trong một căn nhà ước chừng 8m². Vật dụng trong nhà giản dị với chiếc bàn gỗ nhỏ để tiếp khách. Dù đóng nhiều phim nhưng thù lao quá ít ỏi, không đủ để ông điều trị bệnh. Trong những năm khó khăn, vợ ông đã đi lao động xuất khẩu Đức để lo cho gia đình. Lúc tuyệt vọng vì quá nhiều bệnh trong người, ông từng nói với con trai: "Nếu bố có làm sao thì để thở oxy 1-2 buổi rồi rút ra nhé, vì nhà mình chẳng có tiền." Vào ngày 9 tháng 4 năm 2013, ông qua đời vì bệnh phổi và suy thận. Nghệ sĩ Mạc Can. Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945 trong một gia đình nghèo đông anh em. Trong gia đình, Mạc Can là người duy nhất theo con đường nghệ thuật. Tuy chỉ đóng vai phụ, nhưng với niềm đam mê và tâm huyết, Mạc Can vẫn được khán giả yêu mến và nhớ đến. Mạc Can là một nghệ sĩ lớn, đa tài của làng giải trí Việt. Ông nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn. Ở tuổi 72, Mạc Can vẫn là người vô sản, không nhà, không vợ con, có nhiều nỗi buồn chất chứa nhưng không biết giải bày cùng ai. Ông còn phải chống chọi lại bệnh thùng dạ dày một mình. Khi được hỏi về khoản dành dụm lúc tuổi già, Mạc Can cười hề hề nói: "Ngay cả khoảng đất chôn tôi cũng được người ta chuẩn bị sẵn rồi, sát bên hai ông Sơn Nam và Hồ Kiểng nên còn lo gì nữa. Nghề của tôi khi này khi khác cũng không biết để dành như thế nào." Mạc Can chia sẻ nhiều lần ông thực sự muốn tìm đến cái chết như một lối thoát. Không phải chỉ là nói mà trên thực tế, Mạc Can đã vài lần tự tử hụt vì buồn, vì bi kịch riêng tư. Nghệ sĩ Tuấn Dương. Nghệ sĩ Tuấn Dương sinh năm 1952 với vóc dáng nhỏ cùng giọng nói hài hước. Ông thường được giao những vai diễn đàn ông sợ vợ, người nông dân thật thà. Những vai diễn của ông thường để lại ấn tượng mạnh mẽ và ông trở thành một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất trên các bộ phim truyền hình của VTV. Ngày 2 tháng 12 năm 2013, nghệ sĩ Tuấn Dương qua đời vì căn bệnh ung thư. Hình ảnh còn lại về căn nhà nơi vợ chồng nghệ sĩ sinh sống khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nghệ sĩ Thương Tín. Thương Tín là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền điện ảnh Việt Nam. Ông tham gia khoảng hơn 200 bộ phim và thường xuất hiện với hình ảnh một nam tài tử hào hoa. Nam diễn viên từng tiết lộ, ở thời kỳ huy hoàng, tiền cắt xê phim vai chính mua được một chỉ vàng, nhưng tôi xài đến 5-6 cây vàng khi tham gia một bộ phim. Thời đó tôi nhiều tiền lắm. Sáu Tâm của Biệt Động Sài Gòn từng là tay chơi có tiếng. Ông thú nhận không vắng mặt trong bất cứ cuộc vui đình đám nào. Vì thói quen tiêu tiền như nước, cuối đời gia tài Thương Tín chỉ vỏn vẹn là căn nhà gạch ông xây ở quê để phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi bị bắt vì tham gia đánh bạc, ông gần mất hết cả danh tiếng lẫn sự nghiệp. Đúng vào lúc tưởng như bi đát nhất, ngôi sao nổi tiếng một thời lấy lại được niềm tin vào cuộc sống nhờ sự ra đời của cô con gái nhỏ. Giờ đây, ở cái tuổi xế chiều, ông vẫn miệt mài đóng phim để có tiền lo cho con. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nam diễn viên vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nghệ sĩ Bạch Long. Nghệ sĩ Bạch Long được khán giả biết đến qua những vai diễn cải lương và hài kịch, để lại dấu ấn sâu đậm. Giỏi vậy, nhưng anh cười buồn và cho biết: "Tôi chưa được phân vai nào riêng, tôi chỉ là người thế vai khi nghệ sĩ khác đau bệnh hay bỏ hát. Có vở tuồng có 4 vai chính thì tôi lần lượt đóng hết cả 4 vai." Từ nhỏ, Bạch Long đã sống với người mẹ nuôi. Do anh khó nuôi, gia đình phải đem cho, đến năm anh 17 tuổi. Qua cái hạn cha mẹ ruột đón anh về, anh xin ở lại luôn bên người mẹ nuôi. Người mẹ nuôi bị giải tỏa, anh và bà trôi dạt về đình cầu quan sống. Đến khi mẹ nuôi mất, anh một mình kiếm sống bằng thù lao ít ỏi từ nghệ thuật.
May mắn của Bạch Long là khỏe mạnh, không bệnh tật. Tuy nhiên, Bạch Long vẫn phải một mình vật lộn với cảnh nhà thuê, hôm chỗ này mà chỗ kia. Dù được em trai là nghệ sĩ Thành Lộc giúp đỡ, nhưng Bạch Long vẫn không nhận. Từ Vi nói tôi 60 tuổi, có một đại hạn. Nếu qua được thì thọ 71, nhưng lúc nào tôi cũng mong được chết ở tuổi 60, cái tuổi còn được khán giả nhớ. Đến bây giờ, tôi không có gì để nuối tiếc hết. Nhà cửa không, vợ con không, sống vậy tiếc làm chi? Phải chi có vợ con của cải đàng hoàng, đằng này tôi chẳng có gì. Bạch Long bộc bạch. Nghệ sĩ Hoàng Lan. Nhiều năm trước, nghệ sĩ Hoàng Lan trầm cảm vì hôn nhân tan vỡ, tài sản thất thoát do làm ăn thua lỗ. Năm 2011, sau khi đóng phim Cổng Mặt Trời, chị suy sụp khi biết mình mang trong mình nhiều bệnh tật. Từ đó, bà trùm vai ác vắng bóng trên sân khấu và phim trường. Vào năm 2014, Hoàng Lan phát bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Đàm Vĩnh Hưng cùng dàn sao Việt quyết định tổ chức đêm nhạc từ thiện và quyên góp được 300 triệu đồng giúp đỡ chị. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với nữ diễn viên khi có đủ chi phí điều trị. Thế nhưng, chỉ sau một năm điều trị, bệnh tình chị chuyển biến ngày càng nặng. Hiện tại, mắt phải của nghệ sĩ Hoàng Lan đã bị mù vĩnh viễn, mắt trái của chị cũng bị ảnh hưởng và không còn nhìn thấy rõ. Đến tháng 3 năm 2016, Hoàng Lan mổ cột sống, chữa căn bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng cũng chưa thuyên giảm. Gần đây, chị vừa mắc thêm bệnh Parkinson, một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ thể, khiến chân tay run rẩy. Chia sẻ về bệnh tình hiện tại của mình, bà trùm vai ác ngậm ngùi cho hay, uống thuốc vào thì đỡ, hết thuốc thì lại đau, do không có tiền nên chịu thôi. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Tý. Không chỉ nổi tiếng với những sáng tác để đời như Dư Âm, Mẹ Yêu Con, Tấm Máu Chiến Sĩ, Mẹ Vé Năm Xưa, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Tý còn được biết đến như một trong năm nhạc sĩ có công thành lập nên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ở cái tuổi 90 nghèo túng bệnh tật và cô quạnh giữa lòng Sài Gòn, trong căn phòng chưa đầy 10m2, bề bộn đồ đạc phủ bụi, người nhạc sĩ già nằm lẻ loi trên giường sau lần thứ 3 bị tai biến. Mọi hoạt động của ông đều phải nhờ sự hỗ trợ từ người giúp việc đã ngoài 50 tuổi. Ngoài lương hưu và tiền tác quyền, nhạc sĩ còn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân. Mỗi lần có ai đến thăm, ông lại không khỏi tủi thân về tuổi già đơn quạnh. Ngày trước, tôi quan tâm sống tốt với nhiều người lắm, không hiểu sao khi về già, cuộc đời đáp lại tôi thế này. Nhạc sĩ nói trong nước mắt.